Bài đăng cuối của Á Khôi Áo Dài như dự báo trước cái kết của chính mình, ai đọc xong cũng ám ảnh. Vụ việc Á Khôi Áo Dài bị hại rồi phi tang ở sông Hồng vẫn đang gây xôn xao khắp mạng xã hội suốt những ngày qua. Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội đã bắt được nghi phạm và lấy lời khai ban đầu. Nạn nhân được xác định là Á Khôi H.I.N, hiện là người mẫu tự do. Gia đình đã lên thử ADN và nhận thi thể, dự định hỏa táng rồi gửi lên chùa ở quê nhà Bắc Ninh. H.I.N từng giành ngôi vị Á Khôi 2 cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2022, tổ chức tháng 1 năm 2023. Ở thời điểm tham gia cuộc thi, N đăng ký hồ sơ là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Dù giành giải Á Khôi, nhưng N có cuộc sống khá kín tiếng, thỉnh thoảng cô mới đăng ảnh về cuộc sống hay ảnh tham gia thiện nguyện. N luôn hạn chế nhận các lời mời hợp tác và không lấn sân vào showbiz. Theo nàng Á Khôi, cô vì muốn dành sự tập trung tốt nhất cho việc học tập, trau dồi chuyên môn. Người đẹp mong muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất, đây cũng là ước mơ mà cô hướng tới. Về chuyện tình cảm riêng tư, H.I.N cho biết bản thân không có mối quan hệ tình cảm nào. Cô muốn tập trung cho việc học tập và hoàn thành sứ mệnh của một Á Khôi Áo Dài Việt Nam. Đặc biệt, H.I.N từng chia sẻ quan điểm về việc yêu đại gia, không phải hoa hậu hay á hậu nào đi thi cũng để quen những đại gia và đổi đời mà chỉ đơn giản họ đi thi để muốn thử sức mình, để tự tin và mạnh dạn hơn khi đứng trên sân khấu. Còn khi mình đã xác định mối quan hệ tình cảm với ai đó thì việc người đàn ông chủ động tặng quà cho người yêu là chuyện rất bình thường vì khi đó họ muốn chứng tỏ tình cảm với người mình yêu. Tôi mang trong mình một trái tim yêu thương, lan tỏa và chạm đến những trái tim yêu thương khác. Tôi cảm thấy biết ơn, trân trọng những mối lương duyên tuyệt đẹp ở trong cuộc sống này. Tôi tin, chỉ cần mình dịu dàng với cả thế giới thì thế giới sẽ tặng lại cho bạn những điều tốt đẹp. Đôi khi nó không đến ngay, nhưng nhất định nó sẽ đến, vì mình tin, Á Khôi chia sẻ. Trên trang cá nhân của mình, status cuối cùng mà cô viết là vào 8/9. Cụ thể, người đẹp đăng ảnh đi hái hồng trong khu vườn rộng lớn với caption, ai ăn hồng hông mình hái cho nè. Đến ngày 16 tháng 10, dòng caption của cô được mọi người xem lại và thấy rợn người bởi chữ hồng viết hoa trong bài viết và nơi cô bị nghi phạm phi tang cũng chính là sông Hồng. Trở lại với vụ án, tại họp báo thông tin kết quả điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt nghi can Tạ Duy Khanh, trong đó tính đến cả phương án ngăn chặn đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Theo đó, khi có được danh tính cô gái xấu số, cảnh sát nhanh chóng dựng chân dung nạn nhân cùng các mối quan hệ của người này và minh định khoảng thời gian cô này qua đời. Theo ông Tùng, đây là bước điều tra khởi đầu rất quan trọng để truy tìm, làm rõ và khoanh vùng đối tượng tình nghi. Lần theo dấu vết kể từ khi làm rõ tung tích nạn nhân, cảnh sát hình sự thu thập được nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Trong đó, nổi lên hình ảnh do trích xuất từ camera cho thấy kẻ khả nghi là Tạ Duy Khanh. Khanh đã có vợ con, chưa có tiền án hay tiền sự và cũng không nghiện chất cấm. Phó Giám đốc Công an Hà Nội tổng hợp các kết quả xác minh về nhân thân của kẻ tình nghi gây ra trọng án. Khanh cư trú tại căn hộ trong khu đô thị Vinhome Ocean Park ở Gia Lâm cũng là hiện trường án mạng, song vợ con anh ta lại ở nơi khác. Ngay lập tức, hàng trăm cảnh sát của Công an Hà Nội phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an trên cả nước truy tìm hành tung Tạ Duy Khanh. Một phương án đề phòng đối tượng trốn ra nước ngoài cũng nhanh chóng được thiết lập bằng việc gửi hình ảnh đối tượng đến các đơn vị ở cửa khẩu. Lần theo dấu vết, cảnh sát hình sự xác định chiều ngày 13 tháng 10, không lâu sau khi xác H.I.N được phát hiện, Tạ Duy Khanh đến bến xe để bỏ trốn về Thái Bình. Manh mối quan trọng này lập tức định hướng các mũi điều tra tập trung về xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương nơi bố mẹ Khanh có một ngôi nhà ở đây. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, khi cảnh sát hình sự tiếp cận căn nhà, Khanh đang trốn ở gầm giường. Quá trình bị vây bắt, đối tượng tính kết thúc đời mình, song được trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ, ngăn anh ta lại. Được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cấp cứu kịp thời, Khanh thoát chết và khai nhận toàn bộ hành vi xấu của mình.